nó thuận nó em nó trơn không có gì, để cái gì cũng để sư phụ lo lắng thì đâu có sao. Thấy nó có cái này đòi kia, mà đòi cái gì đâu bậy bạ không đòi, sư phụ chửi mắng làm gì vậy. Mà không có duyên cưới gì mà cũng đòi cho bằng được, rồi về nhà cầu nguyện rồi quỳ rồi lấy rồi nói đúng thứ, nhất định phải xảy ra nó mới em thôi, thấy không. Mà kỳ cũng chưa năn nỉ chửi nó, năn nỉ quỳ lại nó cái gì cũng không nhất định không tha, vậy mà chửi vợ nó một cái nó dẹp luôn á. Thế nó chờ có bấy nhiêu đó thôi, ma chướng mà trong lòng của vợ nó muốn chứ bấy nhiêu đó thôi, chửi nó xong rồi tự nhiên chồng cũng dẹp luôn, dẹp liên cái rục kéo sư phụ ra một bên nói nhỏ năn nỉ thôi. thôi kêu bằng xin lỗi sư phụ vậy à, mà hồi sư phụ quỳ năn nỉ nó không tha, làm dữ kỳ lắm, quý vị thấy không. Còn như khi sư phụ la ai được, quý vị đừng có đứng đó mà dùng cái atula cảm tình atula của mình rồi xen vô nói tại sao sư phụ la người đó dữ, nhiều khi nó thích như vậy, hoặc là cái hại thức của nó bên trong nó thích như vậy, nó muốn vậy, nó mới rửa nghiệp trước này như vậy, tại vì bên trong nó có nghiệp trước, nhiều khi tự nó cũng không biết nữa, la nó một cái bên trong nó hiểu liền, biết rồi, bây giờ huề rồi cái nghiệp mình hồi xưa mình la người ta, mình giữ ta, mình hành hạ người ta, bây giờ bà này bà chửi lại huề rồi, tại cái địa vị của bà cao như vậy mà bà chửi mình như vậy, thành ra hồi nhỏ cái địa vị của mình nhỏ, mình hành hạ người ta, chửi người ta thì cũng không đáng gì, thành ra hai cái nó huề biết không. Cho nên nó chửi người ta bao nhiêu sư phụ chửi một tiếng có đủ rồi. Cũng như một người tầm thường mà làm lỗi làm phạm pháp thì người ta có luật pháp, người ta cũng không nói gì cho lắm, hoặc là cũng coi thường thôi, nhưng mà một ông nghị viên hoặc là một nhà cầm quyền lớn mà làm phạm những pháp luật đó, ô người ta làm lớn lắm chứ, cái địa vị nó khác nhau, cái tội là như nó lớn hơn lên, phải không. Thành ra nhiều khi những người ta làm tội lỗi hành hạ những người khác, hoặc là chửi bới những người khác, đời kiếp trước rồi, phải không, nghiệp trước nặng lắm nên cái cảm giác tội lỗi họ không có tiêu được, hiểu chưa. Mà kêu sư phụ rửa rồi nhưng mà nó vẫn còn cái âm hưởng. Nhưng mà sư phụ đối với địa vị một người minh sư, lẽ ra mình nói là phải dịu dàng, phải đối xử với mọi người tử tế, nồng hậu, nhẹ nhàng, mà sư phụ chửi, thấy chưa, mắng, tức là cái tội của sư phụ đó, coi bằng cái tội đó, cái sự mà cái sự làm sai đó nó lớn lắm, cho nên nó huề với cái sự làm sai của người kia, hiểu không? Mà nó họ bớt. Trong cái tiềm thức của họ tự nhiên nó hết cái cảm giác tội lỗi, thấy không? Rửa nghiệp cho nó là như vậy. Mà không cảm ơn sư phụ là còn chửi bới nữa, còn khổ như vậy chứ. Mà cái người đó chửi không nói làm gì có người xung quanh nữa, rồi cứ phê bình sư phụ dòm những con mắt này kia, không hiểu gì hết trơn, không hiểu gì hết. Cũng như mình đi vô phòng giải phẫu mà mình phê bình mấy ông bác sĩ mà tại sao mà mổ bụng mổ gan người ta đã đau đớn, người ta la lối rồi còn xẻ mổ người ta ra nữa, đau không thương à. Nói bác sĩ thì cứu mạng người ta sao mà vô mà xẻ mổ tùm lum vậy, rồi đút cái dây vô trong mũi người ta, đút thuốc luôn người ta đau đớn khổ sở, chụp thuốc mê người ta mê man bất tỉnh, làm kiểu gì giống ác quá vậy, phải không. Cũng giống như mình vô đó mình phê bình mấy ông bác sĩ vậy chứ không phải ngu, không biết cách làm việc của người ta. Mấy trường hợp không, nó cho thì bác sĩ cho chút chút viên đá ngậm ngậm thôi. Cái gì mà rồi mình thí dụ như mình người bà con vô mình thấy nó khát nước quá, nó la khát nước quá, mình đưa 2-3 lít vô cho nó uống, mình tưởng mình thương nó. Rồi bác sĩ gì mà ác quá, con tôi mổ đau mổ như vậy mà uống xin một ly nước thôi nè, không cho nữa, tôi ác quá vậy, phải không. Bà nhà quê rồi cái đêm 2-3 lít vô đổ vô nước đá, nước rồi cà phê đá rồi quậy ra chú, con tôi hồi đó vừa ghiền cà phê đá cho nó uống chú có khỏe liền. Thì quý vị biết cái hậu quả nó như thế nào, à, chưa? Thương nó kêu bằng thương, cho nên kêu bằng thương hại này, thương là hại. À, Việt Nam mình nói là thương người như thể thương thân, ghét người như thể vương phân cho người vậy đó. Hoặc là thương cho roi cho vọt, ghét cho ngọt cho bùi là đúng như vậy. Mình càng khen ngợi người nào càng khen ngợi mình càng lên, mình càng ngã mạng, mình càng vô trong cái con đường đó là, chưa? Mình càng kêu bằng quen giữ mình á. Càng cái bằng cái gì careless, không có thận trọng á, rồi mình bước đi nó không có chắc, không có vững vàng. Có người nào mà người ta chửi bới mình, ta la rầy mình đó, mình mặc dù mình không phục, mình tức ghét người ta chửi mình, nhưng mà mình vì mình có hơi nghĩ là nó nói này đúng không, tại sao nó mà tức nó la mình dữ vậy, chắc có chuyện gì chứ, phải không.
Chứ tại sao mà tự nhiên mà mình một người không quen với tự nhiên mà la mình thì chắc mình có cái gì vậy động á, mình dùng kiểm thọ. Thấy không? Thì mình cẩn thận lên. Mình giữ mình khép mình, rồi mình nhìn về bên trong của mình nhiều hơn. Không có mê đắm bên ngoài nữa. Lúc người ta chửi bới mình thì mình cũng hơi buồn, mình không có ham mê cái gì ở ngoài nhiều, phải không? Ai cho đồ ăn gì ăn cũng ngon, thấy đẹp gì cũng không muốn dòm nữa. Cái lúc đó cái tâm mình nó định ở bên trong nhiều hơn, phải không? Nó đỡ hơn như mình chứ. Tại đó người nào ghét mình cũng như là buông phân cho mình là phải như vậy. Cho rằng những người đó la mà ghét mình đi nữa thì cũng như vậy. Muốn chỉ thầy mình hoặc là cha mẹ mình đâu có ghét mình. Nhiều khi sư phụ la không phải cái lý do đó nữa. Không phải cái lý do đó, nhưng mà lợi dụng cái lý do đó để mà rửa nghiệp thôi. Chưa? Chứ nếu không có lý do sao mà la. Thành ra cái lý do nhiều khi lý do nhỏ mà la nhiều. Nhiều khi lý do lớn mà không có la, tẩy cũng không có nên la, không cần la. Chưa? Ví dụ như có một người bệnh thì vô trong đó nằm ôm bụng mà lên la khóc lóc quá trời quá đất như vậy, mà ông bác sĩ cũng cho 2-3 viên thuốc thôi, ông biểu nằm nghỉ chút rồi đi về thôi. Tưởng đâu mình la lăn lộn đó, mình tưởng đâu sắp chết tới nơi rồi á, mà tại sao không có làm chứ, không cho 2-3 viên thuốc rồi nằm nghỉ rồi đi về. Còn người vô khiêng vô thôi, nằm đó thở phèo phèo, không nói gì, không có la, không gì hết, hết la nổi luôn. Thấy không? Thấy có cái gì chứng kiến gì là lăn lộn hết, mà họ cũng chở liền vô phòng cấp cứu, rồi tiêm thuốc serum, rồi giặt quần giặt áo ra tắm rửa lật đật rồi cái gì kêu người nhà ký tên, hoặc là người đó ký tên giải phẫu liền, thấy không? Mình đâu có biết ai là ai đâu, chỉ có bác sĩ chuyên nghiệp mới biết thôi. Có thầy mình mới biết người nào nghiệp chướng nhiều, nghiệp chướng ít, chứ đừng có lấy cái gì vậy. Cứ nói cái chuyện mà gần gần vậy quý vị hiểu thôi. Chứ giờ nói chuyện sao rồi quý vị sao hiểu được. Mình đâu phải là bác sĩ thì mình thấy không có gì chứng tội mà. Mình sao đem vô phòng cấp cứu rồi mổ liền lập tức vậy. Ông nói chậm chút nữa chết liền á. Ví dụ vậy là thấy không? Con người lăn lộn dưới đất nằm là quá trời quá đất, cái hò lá làng đó kệ không cho 2-3 viên thuốc rồi đuổi về. Đó hết liền à. Là đó bụng thôi. Bà bậy đó bụng. Ông cho thuốc giải độc đó hết. Đại khái như vậy phải không? Nhiều khi cái gì thấy sư phụ la người nó không có cái lý do gì mà quá đáng mà sư phụ la quá trời quá đất. Còn mấy anh kia thấy hình như anh làm việc có bộ phạm thượng quá lắm mà sư phụ không nói gì hết. Tại nó thấy thì cái bên ngoài nó vậy, nhưng mà bên trong nó bệnh ít, không có gì. Còn có người mà thấy không có gì hết, nhưng mà bên trong bệnh nhiều. Nó chữa tâm bệnh chứ đâu phải chữa bên ngoài đâu, thấy không? Cho nên là mình tu hành mình phải có cái tâm nó chính đáng, nó định là mới được. Mình mới phân biệt được cho rõ ràng. Ít ra mình không phân biệt được, mình cũng chấp nhận được. Chứ còn mình cứ hóc tóc, mình xúc động, hoặc là mình cứ dòm thầy ông đối xử thì sao, có đúng trường hợp không, có thôi dòm tới mai ngàn năm dòm chưa hết. Dòm không biết đường đâu dòm. Cái dòm bên trong rồi cái biết bên ngoài. Cho nên những người nào mà tâm hay định ở bên trong á, tức là thường chuyên tâm tu hành ở bên trong thì ít có khi bị cảnh giới bên ngoài lay động. Chứ đừng nói gì mà bị những hành động của mình sư làm lay động cái đạo tâm của mình. Nghe chưa? Còn những người mà ít khi chú tâm bên trong á thì cái gì cũng động hết. Người ta chưa động đã động rồi. Nghĩa là sư phụ chưa có la mà qua đây đã rình sẵn rồi, coi bả là ai. Là đúng không? Qua đây kỳ này tôi nhất định tôi kiểm soát đàng hoàng á. Ghi chép hết á. Thấy không? Cái phần làm mật thám á. Những cái được kiểu đó mệt lắm, hiểu chưa? Tối ngày cái rình rình không mà không có lo tu á, không để tâm cho mình. Công việc của mình làm không xong cái lo tới công việc của ông thầy, nha. Những cái gì ông thầy cũng làm hay làm tốt, những cái gì quyền lợi ông quên hết, cứ để ý coi ông la ai đúng không, ông đi đứng cách nào, ăn uống làm sao, hả? Khổ. Nhưng mà không có tránh được, cũng tranh nghiệp trước nặng, vô minh quá đi. Vậy mệt lắm, hả? Nhưng mà không phải tại sư phụ người nào sư phụ cũng nhận hết, thành nó mệt vậy. Còn như kiểu mà thầy của Melaripa thì khỏe quá, nhận con người học trò thôi. Vậy 7 năm, hoặc là 4 năm gì đó. Hiểu chưa? Nhưng mà cực cũng chết á, nhận có một người thôi.
mà cái người đó là nghĩa là Phật đã cho biết là học trò ruộng đó, thấy chưa? Giờ đã báo cho ông thầy cũng như là những bà biết cái tên đó lại, đó là học trò của học trò chính gốc á, là học trò truyền kiếp, là truyền nghiệp nối nghiệp của nhà người đó, cái bằng đại đệ tử đó đến rồi đó. Vậy đó mà cũng phải huấn luyện cực khổ như vậy, hai thầy trò cũng phải đau khổ có mấy năm trời mới truyền đạo, thấy chưa? Còn cái của người nào cũng nhận hết, mà nhất định phải một đời giải thoát, thành đâu có phải là mà kiểu tầm thường được. Ông thầy cũng như là Nhật Bản có một đứa học trò thôi mà tối ngày la hét đến đập mà vợ ông cũng đánh luôn á. Vợ cứu á, thấy tội nghiệp đứa học trò rồi nói hai ba tiếng nó bị nó quýnh ra, đuổi ra luôn à, đánh luôn vợ luôn. Minh sư kiểu đó đó, mà Minh sư mà không có kêu bằng bữa nay nói gì mãi nói khác á, coi bằng không có cái chữ tính á, chữ tính nha. Mà con Út cũng nói uống rượu say rồi, nó uống say, uống rượu say nữa. Mà coi địa lý không biết coi nữa. Không, bữa nay coi như này nó không đúng được. Đá ra đêm này chỗ kia, nhà gạch cửa rồi, đem ra lại chỗ kia. Đem hết chỗ đó. Trời mai nó chỗ không được á, đem chỗ khác. Thôi, bữa qua uống rượu say, coi bậy. Minh sư kiểu đó đó. Mà còn có học trò tin tưởng mà học theo, mà học 4-5 năm rồi mới được truyền pháp cho. Các vị có thấy không? Bây giờ quý vị ngồi đây chống mắt mà coi sư phụ làm những cái gì. Thì tụi con có hướng phát đạo mà đánh đập tơi bời luôn. Mà làm bắt làm nhà làm cửa mà mình mẩy sưng chảy máu hết. Như trâu như ngựa vậy đó. Tôi tới bà vợ cũng động lòng mà nó hồi đó giờ tôi thấy trâu ngựa làm việc tôi tới mức vậy chứ còn chưa thấy người nào mà bị là hành hạ tới mức vậy á. Mà một mình mà phải xây nhà xây cửa mà đá lớn nhưng mà phải kéo xuống chỗ này đó, kéo trở về, kéo lên trên núi á, kéo xuống này còn dễ, còn kéo trở về chỗ cũ trên núi á. Rồi nói tại tôi say rồi coi ông thầy á, tại hôm qua uống rượu say rồi coi nó bậy. Rồi bữa khác nó bữa đó coi địa lý không có đúng thầy mà nó bậy vậy mà được á, mà trò cũng phải nghe theo à. Rồi bữa nói là nó cãi bậy, nó tao đâu nói gì mày vậy đâu, tao đâu biết mày đâu hả, có ai làm chứng không? Có lần cuối cùng mày ra đây, ba phải kêu bà vợ kêu sư mẫu xuống, bữa nay kêu sư mẫu lại làm chứng mới được, bữa nay thầy biết làm đây ha, làm vậy này ha. Cái sư mẫu bắt đầu cười, nó thôi nhà ngươi kêu tao lại cũng vô hết, hồi đó giờ thầy nhà ngươi cũng đâu có chữ tính, không biết chữ tính là gì. Hay vậy đó mà cũng phải tin theo á. Tại thế gian chỉ có người đó thôi, lúc đó nó có người đó thôi, không theo ổng là chết á, đâu theo ai được nữa, cổ vậy. Thì tại vì một đường là một vị nữ lưu hả, mặt mày thì cũng có sáng sủa dịu dàng, đập bằng đập ghế la lúc người ta coi ra gì có coi nữa không, mà sư phụ đâu cần, tại xuống đây đâu phải để giữ gìn danh giá, xuống dạy dỗ học trò. Người nào dạy được thì đáng dạy cho nó hết mình, dạy tới nơi tới chốn, bất cần phương pháp gì, chưa? Còn dạy không được thôi, nó ra thôi vậy. Chứ bây giờ phải dùng cách đó mới cứu được, mà không cứu nó thì thôi làm nó ra, thì cũng vậy thôi, thì cũng là không cứu được thôi, hiểu chưa? Mà nó tới đây thì mình phải làm tròn bổn phận, hả? Mà nó muốn ra là tự nó, chứ còn mình không làm tròn bổn phận, đó là bổn phận của mình làm không tròn. Ví dụ mà không la nó thì nó cũng rớt. Bây giờ la nó có rớt đi nữa thì ít ra bổn phận mình cũng làm tròn. Mà may ra nó biết cái khổ tâm của mình nó tu lên được. Thấy không? Nó khổ nó biết đường nào làm. Làm đâu cũng khó. Con như đánh bài thôi. Nhưng mà cũng đỡ Việt Nam giờ cũng có tiến bộ chứ hả? Yeah. Mặt này toàn mặt cũ không chứ đâu có. Coi như thi đậu đó hả? Dạ. Yeah. Như bác gì đây nè, cũng là kỳ cửa chứ, Santa Ana hả chứ bác? Dạ. Yeah. Mà bác cái giả cả như vậy mà cô phán đoán còn ghê lắm á. Dạ. Chị phán đoán ghê lắm hả? Em thấy nhảy đầm 3 năm đồ không ăn nhầm gì hết. Bác có là sư vô giác mình coi. Không có coi không? Hả? Không có là làng lại xóm gì không? Không coi hả? À? Không có đưa cho ông coi mấy cái đó hả? Không có coi. Có coi rồi ông nói gì không? Không nói
Dạ, cũng được ạ. Dạ, sai ngồi á. Tại sư Giác Minh biết sư phụ hồi đó bây giờ lâu rồi mà. Nếu mà sư phụ ham mê những cái vụ nhảy đầm nhảy cổ đó thì ở nhà nhảy vô, sư đi nhảy không sợ khỏe mà đi trốn mà cái nhảy rồi nhảy trước mặt người ta chửi. Dạ. Ừ, đúng đó nhá. Hả? À? Mê gì bạn đó mà ham sợ. Hả? À? Cái lúc đó làm đó thôi, thì sao mà chẳng muốn nữa. Cái gì cái thứ? Sư Giác Minh đưa trò đi theo sư phụ, đúng rồi hả? À, hay quá hả? Sư Giác Minh bây giờ còn đi học hả? Một cái đại gia đình, một cái tới dưới đế riêng của thầy trò mình đó, ừ. Không có ngày đêm mà cũng không có già, không có trẻ, không có đàn bà, không có đâu. Con cảm tưởng như là mình đang ở trong cái phim đó, rồi muốn răng chơi gì đó, dạ, răng chơi răng thầy đó. Dạ. À, con cũng không có gì. Con nói chưa lên. Dạ, dạ. Đúng thế vậy, răng chơi từ thầy. Không có già, không có trẻ, không có đàn bà, không có đàn ông, chỉ có không có ngày và đêm mới xuất hiện. Cái đó là tại quý vị lòng tâm thật mới nhập hội được cái atmosphere, cái mình bầu không khí của cái đêm đó. Còn nếu là mình không xong gặp mình nhìn cái mình dùng cái bầu không khí của mình nhiễm thấy trong cái bầu không khí đó, mình coi mà coi thâu qua cái bầu không khí của mình chứ không phải coi cái bầu không khí thiệt ở đó. Thành ra mình thấy khác vậy thôi. Nó làm việc bất ngờ đâu có bao nhiêu người đây đâu. Còn là người xuất gia không. Có một số người tại gia mà lại đây bất ngờ vậy thôi. Chứ không phải làm để mà mời người ta tới chơi vui vui. Nó làm để cho nó mừng sư phụ về để vui chơi vui vui vậy thôi. Không chơi thôi. Không chơi một hai ngày thôi. Có ngày thôi à. Chứ còn ngày thường quý vị thấy sư phụ làm việc chết luôn ấy á. Thấy không? Như tuần này để ra phải ngồi thiền bế quan mà cũng tại vì có quý vị lại sư phụ phải nên phải mời giải tiếp quý vị chút chứ không phải lâu lâu mới gặp lần. Đối với sư phụ thì thời giờ quý báu như đối với quý vị cũng quý báu hơn nữa, thấy không? Biết bao giờ mới gặp được sư phụ nữa, ví dụ vậy đó. Nếu mà may thì vài tháng vài năm gặp, còn nếu không may chưa chắc sư phụ đã đi qua Mỹ nữa, ví dụ vậy đó. Thành ra quý vị qua lần nào sư phụ cũng ráng tiếp đãi cho đàng hoàng, mặc dù sư phụ nhiều khi sư phụ xuống nói chuyện cười giỡn như quý vị một đêm như vậy đó hả? Mà trước tôi xỉu ba bốn lần á, đau mà tới mức mà không thể mà nói với ai được, đau mà tới tao ngất xỉu luôn á, hiểu không? Nhưng mà xuống là nói chuyện cười nói quý vị đừng quên đi, đâu ai biết sư phụ đang xỉu mới xỉu xuống đâu. Mà những cái chuyện này đối với sư phụ cũng thường quá đi, bệnh thì nằm đó, đau thì xỉu, có đau thì vậy làm, thì cái đời nó vô thường mà. Thấy chưa, mưa thì mình đội cái dù che áo mưa, mà nắng thì mình vậy, mình bận đồ mình đi tắm, đại khái vậy thôi chứ sư phụ không coi là quan trọng. Nhưng mà quý vị coi những cái phim đó, có nhiều người tưởng đâu sư phụ tối ngày ăn chơi hoài đâu có vậy, trời ơi bệnh chết luôn á, mệt chết luôn, làm việc ngày làm việc đêm á. Nhiều khi mệt nằm tìm hiểu chút đó, có điện thoại kêu lại rồi bên này réo tới bên kia réo luôn, nước này nó kia đòi này đòi kia đòi, nhiều khi đòi những chuyện tầm bậy tầm bạ sư phụ cũng phải chấp nhận, cũng phải ngồi để giải quyết nữa, thấy không? Như bên có xây cả mấy ngày nay ống nước nó bể, nó không gọi điện thoại qua bắt sư phụ phải ký tên làm này làm kia, đừng nó đầu giếm vậy đó mà trong lúc sư phụ đã bận rộn rồi mà không có đáng gì hết. Thấy chưa, đem cả tên tuổi đời tư rồi sư phụ kể ra hết, chẳng làm cái giếm này tại sư phụ phải ký tên như đó. Tới hồi trước mình có cái giếm rồi. Tụi nó ăn không ngồi rồi, không có chuyện gì làm. Điện thoại cũng miễn phí, kêu đại cho vui. Rồi cái ông nào đó mới nhảy ra đi tu rồi, cái nhảy ra ra cái đụng phải cục nhà rồi chạy vô. Rồi cứ gọi điện thoại ra, sư phụ bây giờ con trở về được không? Rồi cái giải thích tùm lum nữa, ngồi nó nghe là mày khổ như vậy. Những cái chuyện mẹ học trò nó đâu có dám đâu có dám quyết định đâu. Mới hỏi sư phụ chưa? Tự mặc là cái chuyện tầm đường không có đáng gì hết, mà sư phụ cũng vậy cũng không dám để cho họ tự quyết định cái gì vậy, rồi mai mốt có làm lộn sợ hết. Người này vô người chạy ra vậy thôi, chạy ra nhiều khi những người sư phụ không có muốn cho vô nữa, rồi tự nó vô lại vậy đó, vậy lui lộn xộn chân không có ra cái gì nữa. Nhưng mà cũng có nhiều chuyện quan trọng chứ không phải mấy nhiêu không, nhưng mà ý sư phụ nó là quan trọng gì trăm vô cũng đổ đầu tập. Nằm nghỉ một chút, nhiều khi đang ngồi thiền lâu rồi nó mệt, hoặc là đang làm công chuyện gì xong rồi mệt, lên nghỉ chút, nằm nghỉ chút, cái điện thoại reo là về luôn. Đâu cũng nghĩ lại được nữa, đâu cũng có thiêu lại được nữa, phải không? Thành ra nhiều ngày như vậy nó dồn dập, thành ra sức khỏe nó yếu kém. Cái lúc nghỉ không nghỉ được, lúc ăn không ăn được, thấy chưa?
chứ không phải làm việc như vậy không mà nó khổ. Làm việc rồi mà nghỉ không được á, cái lúc cần nghỉ ngơi để bổ dưỡng lại để mà làm tiếp không được, thành ra nó cứ mệt lần nó cứ dồn dập ngày này qua ngày kia, thành ra nó sinh bệnh. Chứ cũng không phải là nói là nghiệp chướng của chúng sanh thì nó cũng khó mà giải thích được, hoặc là khó tin, mà nói vậy có gì hiểu liền à. Làm việc nhiều nó dồn dập nghỉ không được thì mà tiếp tục cần gì phải nói nghiệp chướng không, nghiệp chướng hả? Nghiệp chướng là vậy chứ còn đội gì nữa, phải không? Thì học trò càng nhiều thì nghiệp chướng càng nặng, phải không? Thì mỗi người đòi chút có là nghiệp chướng chứ còn gì nữa, phải không? Ví dụ quý vị có 3-4-5 đứa con thôi mà nó đòi này đổi, quý vị có ngày cũng đầu phải lo cho nó đầy đủ, phải không? Mệt mình chứ, nhiều khi mình nghỉ ngơi rồi nó lại nó đòi này đòi kia, hoặc là nó sinh ra được bệnh, hoặc là nó bất ngờ những chuyện gì làm cho mình cũng đau khổ, cũng mệt. Thì thư vụ cũng vậy thôi, con cái đông nữa lo đủ, nhiều khi con cái không biết còn đòi hỏi những cái chuyện bậy bạ làm cho sư phụ mệt thêm. Đã cho nó thiên đàng ở rồi, nó chạy xuống địa ngục rồi, nó xuống địa ngục nó réo nó rồi chạy lên mất công sư phụ nữa. Đa số những người xuất gia là chạy ra rồi là chạy vô, năng lý chạy vô, trừ khi những người đó không có đủ điều kiện, không có xứng đáng á, họ biết bị sư phụ đuổi rồi không có đòi vô nữa. Còn người nào mà tự bỏ đi ra là cứ đòi chạy vô hết, mà nhiều khi sư phụ cũng cho vô nữa mà cảnh nghiệp đuổi luôn. Nhiều khi muốn đuổi rồi nhưng mà không có cớ, rồi sẵn nó đi ra cho nó đi ra luôn. Nhưng mà nó cũng lộn xộn đi vô rồi kêu điện thoại, nó gọi, nó năn nỉ, nó dưới thơ rồi phải nghe. Mặc dù mình quyết định yes hay là no mà cũng phải nghe một thời gian thôi chứ. Mà con mình bị cái nghiệp chướng, cái tâm tư nó lôi cuốn, thấy chưa? Rồi quyết định yes no gì cũng khổ tâm đấy, không lưỡng lự không, làm cha mẹ ai muốn đuổi con đi bây giờ, ví dụ vậy đó. Nhiều khi nó quá sức rồi không có thể ở được, nó ở được nó ảnh hưởng đến những người khác, nó không tốt, phản diện không tốt làm ảnh hưởng những người khác, đau một lòng rồi cũng thế là vậy đó. Rồi cũng khổ tâm sư phụ vậy, cứ suy nghĩ nhiều khi suy nghĩ lâu qua 2-3 ngày cũng chưa có nguôi ngoai được cái sự buồn, thấy không? Buồn giùm cho nó. Mỗi người thêm một chút vậy đó là đủ khổ, chứ phải có 1-2 người là đỡ, phải không? Mà mấy trăm mấy ngàn mấy vạn người thì nó đủ chuyện, đủ thứ chuyện hết rồi. À, đừng có nói nghiệp chướng không có biết, đừng gánh nghiệp chướng cho ai, thấy vậy chứ rồi gánh vô cái nghiệp chướng của nó, tức là lo lắng vô cái sự tâm tư của nó, lo lắng sự khổ của nó, cái vấn đề của nó, tức là gánh nghiệp cho nó chứ đổi gì nữa. Ví dụ vậy thôi chứ đừng nói cái chuyện mà nghiệp chướng vô hình, hiểu không? Dạ. Quý vị có hiểu? Dạ. Hỏi tại sao sư phụ nói gánh nhiều nghiệp chướng cho chúng sanh rồi mình mãi đau ốm, cái chuyện nó dễ quá, hợp lý quá, không khỏi đừng nói gì chân á, đừng nói chuyện vô hình, nói chuyện hữu hình đủ rồi, phải không? Có người nào mà hỏi mà cái chuyện này mà không tin nữa là người đó ngu quá, không biết đường nữa mà nói mà. Lẽ ra sư phụ không nên nói những chuyện này, nhưng mà tại vì quý vị đã biết rồi, có nhiều người ngồi thiền cũng biết rồi, rồi sẵn rồi hỏi tới hỏi lui, nó lâu quá rồi, vấn đề này nó bàn luận lâu rồi, sư phụ phải giải thích cho một lần để nó hiểu luôn hết. Yeah. Chứ còn đối với sư phụ cái chuyện chịu khổ dù nào nó quen thì được, chẳng muốn nói. Đi uống cà phê đắng quen rồi nó thành ngon. Thấy chưa? Nhiều khi sư phụ đau khổ quá hoặc là đau đớn thật mình mệt á, rồi cái lúc mà nó khỏe được rồi, khỏe quá rồi mà ai muốn nhắc tới chuyện mệt thấy không vậy? Nó cho khỏe được rồi, cứ sướng quá là nó lo chạy đi làm gì chứ. Cầu cho nó đừng có đau nữa chứ, ở đó mà nhắc tới cái chuyện đau khổ làm gì, hiểu chưa? Thành ra vậy nó quen đi rồi, cái lúc nào mà không đau được là sướng lắm rồi, chứ còn khỏi cần nó cục lên không có thì giờ nữa. Đối với quý vị thí dụ nghe nó sư phụ xỉu lên xỉu xuống rồi thì chạy xuống nói chuyện với quý vị mấy tiếng đồng hồ cười giỡn không thường, quý vị sẽ thấy chuyện đó là chuyện lạ. Đối với sư phụ cái này chuyện thường, nó quen rồi, nó không, nếu không đau không bệnh không mệt là mừng lắm, lật đật đi chạy đi kiếm chỗ làm việc, đi kiếm cái việc phải làm mà làm việc, đại khái vậy đó. Còn có lúc mệt thì không, thì dĩ nhiên không thể giúp được rồi, dĩ nhiên không thể làm được rồi, phải ráng một, nhưng mà khỏe rồi lật đật đi làm chứ ai mà ngồi đó mà nhớ à tôi mới bệnh là tôi phải nghỉ thêm, rảnh đâu mà nghỉ, thấy chưa? Hết bệnh là mừng hết lớn rồi, không biết chờ đợi. Công việc nó đã chờ đợi lâu rồi, mình muốn làm rồi mà hiểu chưa? Tao nó khỏe nó lo đi làm liền, tao không muốn nói gì như chuyện kia, không có gì đáng nói. Đối với sư phụ nhiều khi bận rộn như vậy đâu có rảnh mà nhắc hoài cái chuyện đó. Thằng đau tôi bệnh rồi tôi nghỉ thêm, trời ơi, đã bệnh rồi chết nó nghỉ lâu như vậy mà còn nghỉ thêm nữa thì giờ đâu làm việc, hiểu không? Nó quen rồi, nó quen. Nhưng mà không thể nói là thân thể nó càng ngày càng khỏe được, hiểu chưa? Chứ thêm thì có chứ phải thêm không có. Yeah. À,
nhưng mà vậy thôi chứ đời sống như đó thì mình phụ sự bao nhiêu hay bao nhiêu chừng nào mình hết hơi thôi. Cái gì giữ gìn thì nó cũng vậy thôi, giữ gìn thì đó là nó cũng chết. Nhưng mà có nhiều lúc chịu không được thì phải nghĩ thôi, thấy không? Còn lúc nào được thì bò dậy đi làm, chứ không thể nói là lúc nào cũng làm được cả thì cái đó thì khó. Có những lúc không thể được, mà đau khổ nằm đó mà lên mà lăn lộn là không, nó làm gì được chưa, thấy không? Cứ nghĩ cũng không nghĩ được cái gì hết á, đau quá hoặc là mệt quá, anh về nó nằm cũng như xỉu luôn đó thôi, không có nghĩ gì được nữa, không muốn làm gì được nữa hết, không muốn cũng không được, hiểu chưa? Nó không có nhấc lên nổi đó. Có những lúc như vậy thì thôi chịu. Lúc đó thì những người nào giữ sư phụ làm gì thì sư phụ từ chối đó, không phải là sư phụ sợ mà sợ khổ, nhưng mà làm không được đâu, hiểu chưa? Nó kiểu là không vậy, không làm vậy đó. Nó có một dương thấy cái thiên thì lên gặp cái cũng được chờ đợi nhiều. Dạ. Dạ. Con cảm ơn. Dạ. Ok. Protect yourself. All right. Thank you. Thank you.
Jesus didn't do so much miracle, he would have lived longer. Alright. Would have benefited many more people. And only 3.5 years and he's been killed. Understand? But it's not that because we are afraid of being killed. It's just